Thu Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi buổi giao lưu đối thoại ngày hôm nay của chúng tôi với chủ đề Hà Nội, dấu ấn của thời gian. Thưa quý vị, cách đây hơn 1.000 năm, kể từ khi trở thành thủ đô Thăng Long, nơi đây đã trải qua không ít thăng trầm với những triều đại lịch sử nối tiếp. Thăng Long trở thành Hà Nội vẫn là kinh đô của đất nước, nhưng để có được như ngày hôm nay cũng đã từng phải oằn mình chịu những nỗi đau chiến tranh, cũng từng phải chứng kiến cảnh tiễn biệt của những người con trẻ tuổi rời xa chốn phồn hoa đô hội để cống hiến xương máu của mình nơi chiến trường ác liệt. Để đến ngày 10 tháng 10 năm 1954, người dân thủ đô vỡ òa trong niềm vui sướng khi Hà Nội được giải phóng, người dân Hà Nội được sống trong hòa bình, hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Và để hiểu rõ hơn về một Hà Nội hình thành và phát triển như thế nào, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quốc Sử. Vâng, xin chào chị Thu Hà. Xin chào các quý vị khán giả. Và trước khi bước vào buổi trò chuyện ngày hôm nay thì xin được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quốc Sử và quý vị khán giả cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Hướng tới ngày kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô Hà Nội, không thể không nhắc đến những đóng góp xuất sắc của nhà lãnh đạo của thành phố qua các thời kỳ như ông Trần Duy Hưng, ông Trần Vĩ, ông Trần Tấn, ông Lê Ất Hợi. Trong đó, bác sĩ Trần Duy Hưng là người được xem là đặt nền móng cho sự phát triển của thủ đô trong những thời kỳ đầu xây dựng thành phố. Ông là chủ tịch Ủy ban Hành chính đầu tiên của Hà Nội, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố. Cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam trở thành một nước độc lập. Bác sĩ Trần Duy Hưng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội và trở thành vị chủ tịch đầu tiên của thủ đô Hà Nội. Là một lãnh đạo gần dân, sát dân, ông luôn có mặt ở những địa bàn nóng bỏng để chia sẻ, động viên nhân dân. Hình ảnh Chủ tịch Trần Duy Hưng đẩy xe đất trên các công trường đường Thanh Niên, công viên Thống Nhất, công viên Thủ Lệ có mặt kịp thời của vị lãnh đạo cao nhất của chính quyền thủ đô ở Khâm Thiên, An Dương, Bệnh viện Bạch Mai qua 12 ngày đêm trong trận chiến Điện Biên Phủ trên không chống đế quốc Mỹ sẽ mãi được lưu giữ trong lòng người dân Hà Nội. Có thể đấy, trong lịch sử đấy là vị thị trưởng thâm niên nhất của thủ đô chúng ta. Và cũng có thể nói cụ là cái người gây dựng cái thị trưởng của thủ đô của nước Việt Nam độc lập cho đến lúc thủ đô của nước Việt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi đã thống nhất. Cả một chặng dài lịch sử ấy là một con chặng đường đầy thử thách. Thời kỳ xây dựng cái nền móng cho chính quyền nhà nước cách mạng, thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Trong kháng chiến chống Pháp thì cũng không còn làm thị trưởng nữa, nhưng mà từ tiếp quản thủ đô cho đến trải qua thời kỳ khôi phục kinh tế, thời kỳ xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, thời kỳ chống chọi với cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ, của không quân Mỹ, và cho đến thời kỳ là xây dựng và bắt đầu đổi mới. Tiếp nối Chủ tịch Trần Duy Hưng, các vị lãnh đạo thành phố Hà Nội thế hệ sau tiếp tục đưa ra những đường lối lãnh đạo đúng đắn, hết mình vì cuộc sống của nhân dân, giúp Hà Nội có bước tiến mới, toàn diện, không chỉ phát triển mạnh về kinh tế xã hội mà còn có những kết quả đáng phấn khởi về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hiện nay dù tuổi đã cao nhưng với kinh nghiệm công tác phong phú và sự tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm cao trước đảng, trước nhân dân và đặc biệt với tình yêu Hà Nội, các đồng chí đã luôn quan tâm đóng góp ý kiến quý báu vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như những công việc cụ thể của thành phố. Sau này là trong thời kỳ xây dựng đất nước, có thể nói là cái công việc quản lý ngày càng phức tạp. Nó phức tạp theo cùng với cái sự phát triển của thành phố và cùng với cái sự phát triển của thời đại. Cái đối tượng quản lý ngày càng khác, càng rộng lớn hơn về không gian và đông đảo hơn về dân số. Rồi những vấn đề của đời sống ngày càng phức tạp. Thì chúng ta đã chứng kiến những thành tựu, nhưng chúng ta cũng thấy bộc lộ tất cả những cái hạn chế. Tôi cho đấy là cái thực tiễn nó sẽ đặt ra những vấn đề chúng ta phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn đổi mới. Với những cố gắng nỗ lực trong suốt 70 năm qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, Hà Nội xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, được bạn bè thế giới ngợi ca và được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình, 3 lần được nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, tặng danh hiệu Thủ đô Anh Hùng.
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quốc Sử, qua phóng sự vừa rồi chúng ta thấy rằng là để có được một Hà Nội phát triển như ngày hôm nay thì Hà Nội cũng đã phải từng trải qua rất nhiều những thăng trầm lịch sử dưới các thời kỳ lãnh đạo khác nhau. Vậy thì theo ông, thời kỳ nào đã để lại những dấu ấn đặc biệt cho sự phát triển của thủ đô? Tôi cho rằng có hai cái thời kỳ của hai vị lãnh đạo đầu tiên của Hà Nội. Đó là cái giai đoạn từ năm 1957 đến giai đoạn năm 1977. Tức là qua rất nhiều nhiệm kỳ của bác sĩ Chuẩn Duy Hưng với cương vị là Chủ tịch thành phố Hà Nội. Cái giai đoạn thứ hai tiếp theo bác sĩ Chuẩn Duy Hưng là giai đoạn của đồng chí Trần Vĩ. Thế thì hai cái giai đoạn này tôi cho đều quan trọng cả, đặc biệt là cái giai đoạn đầu. Từ năm 1957 đến năm 1977, gần như trọn vẹn của kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và bởi thế cho nên lúc đó với cương vị lãnh đạo Hà Nội thì bác sĩ Trần Duy Hưng cùng với nhân dân Hà Nội đã thực hiện những cái nhiệm vụ rất quan trọng. Đó là phải giữ vững đúng theo cái cụm từ gọi là Hà Nội niềm tin và hy vọng cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hà Nội vẫn phải đóng vai trò của một địa phương hậu phương với tiền tuyến lớn, nhưng Hà Nội còn đóng vai trò của thủ đô, của niềm tin và hy vọng để cho cái cuộc kháng chiến này nó có một cái điểm tựa vững chắc. Thứ nữa là gì? Hà Nội lại vượt qua những cái năm đánh phá ác liệt của kẻ thù. Người Mỹ thì muốn là đưa Hà Nội về thời kỳ đổ đá, nhưng Hà Nội vẫn bất tử. Thì đấy là cái cực kỳ quan trọng. Khi Hà Nội bất tử thì cả nước vẫn trụ vững được. Và người Mỹ phải nản lòng, phải ngồi vào ký kết cái Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sau giai đoạn đó thì Hà Nội lại tiếp tục giữ vai trò làm cái biểu tượng tinh thần để mà cuộc kháng chiến chống Mỹ đi tiếp đến giai đoạn kết thúc thành công rực rỡ vào mùa xuân năm 1975. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn mà Chủ tịch Trần Vĩ thực hiện. Giai đoạn này có cái khó khăn khác. Đó là Hà Nội của thời hậu chiến rất gian nan. Thế thì Hà Nội đã đi qua được thời hậu chiến đó và đồng thời tạo nền tảng cho một cái công cuộc phát triển đổi mới từ sau cái Đại hội 6 năm 1986 của Đảng. Cho nên đây cũng là giai đoạn quan trọng. Và chính vì thế cho nên không phải không có lý do khi mà hai vị chủ tịch đầu của Hà Nội được đặt tên đường phố thủ đô Hà Nội. Thưa ông, có thể thấy rằng là ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 là một mốc son vô cùng rực rỡ và chói lọi của Hà Nội. Thăng Long Hà Nội trước đó thì cũng đã trải qua 10 cuộc chiến tranh chống ngoại xâm và cũng đã trở về trong khúc khải hoàn. Vậy thì theo ông, đâu là những dấu ấn đặc biệt trong sự phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội trong suốt 70 năm qua? Trong 70 năm qua, Hà Nội có nhiều những cái dấu ấn. Cái giai đoạn đầu cực kỳ quan trọng. Hà Nội giữ ba cái vai trò ở thời kỳ đó. Một là biểu tượng tinh thần của cuộc kháng chiến này, vì đấy là thủ đô anh hùng. Thứ hai, Hà Nội vẫn giống như các địa phương khác. Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người cho chiến trường miền Nam với cái nghĩa vụ của riêng mình. Và thứ ba nữa, Hà Nội lại gượng dậy sau một cái cuộc chiến có thể nói là tàn khốc mà không quân Mỹ đã gây ra Hà Nội. Tức là Hà Nội tự chữa mình, tự đứng lên để gánh vác cái vai trò của mình. Cho nên đấy là một cái chặng đường. Thế thì lúc đó những thành tựu kinh tế và xã hội, nó là thành tựu kinh tế xã hội của thời chiến, nó không giống như của thời bình. Trụ vững được, đấy là một thành tựu. Vẫn tiếp tế được cho chiến trường, đấy là một thành tựu. Không sụp đổ, đấy là một thành tựu. Cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà vượt qua được cái gian khó của thời kỳ hậu chiến như tôi nói vừa nãy, để làm nền tảng cho một thời kỳ cất cánh từ sau đổi mới, thì đấy là một thành tựu. Cái thành tựu thứ ba là giai đoạn đổi mới. Xứng đáng trong chiến tranh, Hà Nội vẫn là ngọn cờ đầu, vẫn là trung tâm của niềm tin, thì sau đổi mới Hà Nội cũng vẫn vậy. Hà Nội là một trong hai cái đô thị lớn nhất của cả nước, gánh vác cái trách nhiệm. Hà Nội không phải chỉ là thủ đô về mặt chính trị, mà Hà Nội còn là thủ đô về mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế,
tóm lại là một đô thị tổng hợp và một trong những đô thị lớn nhất của cả nước. Cho nên có thể nói rằng là trong cái công cuộc phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, Hà Nội vẫn là đi đầu. Vậy thì nhìn lại trong chặng đường 70 năm qua thì ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của Hà Nội sau ngày giải phóng? Đâu là những thành tựu đáng chú ý nhất ạ? Trước khi mà người Pháp vào ấy, thì đó là một cái đô thị phong kiến ở cái giai đoạn lụi tàn, khi mà nó không còn là kinh đô của nước Việt Nam nữa rồi. Đến thời Pháp thì cũng có một cái lúc nào đó nó cũng phát triển. Tất nhiên cái sự phát triển này là phục vụ cho lợi ích của nước Pháp. Nhưng dù sao chăng nữa thì cái nền kinh tế thuộc địa Pháp cũng có lúc nó phồn vinh. Nhưng càng về cuối, đặc biệt là những cái năm kháng chiến, thì đó là mà Hà Nội điêu tàn. Hà Nội điêu tàn, Hà Nội của chiến tranh và Hà Nội của một cuộc sống tiêu thụ, nhưng mà nó không phải là tiêu thụ phát triển, mà cái xã hội tiêu thụ của Hà Nội là cái nơi mà để gọi là binh lính Pháp về để giải tỏa sau khi họ từ chiến trường trở về. Cho nên đấy là một cái Hà Nội rất là lầm than theo đúng nghĩa. Sau đó thì đến cái thời kỳ chúng ta giải phóng Hà Nội, và từ sau giải phóng thì đó là Hà Nội mới, Hà Nội mới hoàn toàn. Tất nhiên xét về cái giai đoạn đó cũng còn có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng nhìn về mặt đại thể thì chúng ta thấy là Hà Nội cứ đi lên. Trong chiến tranh thì chúng ta thấy rằng là gì? Luôn luôn một nền sản xuất muốn phát triển thì phải có hòa bình. Thế còn nếu không có hòa bình thì đó là một cái nền sản xuất mà phải được tổ chức một cách chặt chẽ, thì đương nhiên nó sẽ hạn chế về mặt năng suất. Nhưng nó sẽ tốt về mặt phân phối. Nó sẽ đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu của cuộc sống thời chiến. Đấy là một thành tựu. Nhưng mà rõ ràng từ sau đổi mới thì Hà Nội cất cánh. Bởi vì sau đổi mới thì Việt Nam cất cánh. Nhưng trong cái Việt Nam đó thì phải là những đô thị lớn, những đô thị có ý nghĩa đầu tàu. Thì một trong đô thị đầu tàu ấy chính là Hà Nội. Hà Nội có nhiều những ưu thế. Nó là một cái nguồn lực khổng lồ, cả về nhân lực, cả về chất xám, cả về năng lực đào tạo. Khi mà nói về những cái dấu mốc của Hà Nội thì tôi đặc biệt nhớ tới cái dấu mốc đó là Hà Nội mở rộng địa giới hành chính thủ đô. Và từ thời điểm đó đến nay thì cũng đã 15 năm rồi. Vậy thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quốc Sử, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển kinh tế của thủ đô Hà Nội kể từ dấu mốc là Hà Nội mở rộng địa giới hành chính thủ đô ạ? Hà Nội từ một cái đô thị cũng vốn là những đô thị hàng đầu của đất nước, nhưng bây giờ là đô thị tầm vóc của khu vực và thế giới rồi, với một cái diện tích tầm khoảng trên 4.000 km2, thế mà dân số 8,5 triệu thì Hà Nội đứng thứ 17 trong số các đô thị lớn của thế giới rồi. Cho nên Hà Nội lúc này không những vẫn là đô thị hàng đầu của đất nước mà Hà Nội còn là một đô thị lớn của khu vực. Hà Nội ôm vào trong cái cương vực của mình cả những cái vùng đất huyền thoại của Thăng Long xưa. Cho nên Hà Nội không phải chỉ là trở thành một cái đô thị khổng lồ về nguồn lực, mà Hà Nội còn trở thành một cái đô thị trung tâm của cả một khu vực mà chúng ta gọi là cái vùng thủ đô, với Hà Nội là trung tâm và có nhiều những đô thị xung quanh nữa. Thì đấy nó là những không gian phát triển lớn của đất nước để đưa đất nước tiến lên. Cho nên tôi đánh giá là từ sau năm 2008, đúng là Hà Nội vụt trở thành một người khổng lồ theo đúng nghĩa của nó. Tất nhiên để phát huy được cái vị thế đó, phát huy được cái vai trò của mình, thì Hà Nội còn phải rất nhiều việc để làm, để cho người khổng lồ phát huy được cái tác dụng của nó. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quốc Sử. Thưa quý vị, Hà Nội là miền đất nhung nhớ không chỉ của riêng người Hà Nội. Người đi xa nhớ về và người đang sống ở nơi này nhớ về những ngày tháng đã qua. Đã và đang có nhiều nhà văn tiếp tục trải từng nỗi nhớ và tình yêu với Hà Nội lên trang viết, công bố nhiều đầu sách, mở ra cho độc giả nhiều thế hệ những cảm nhận, hình dung ngày một sâu sắc, thú vị về thủ đô. Những hình ảnh sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu hơn về một Hà Nội qua một số tác phẩm của các nghệ sĩ, nhà văn. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến đã có rất nhiều cuốn sách kể cho bạn đọc nghe về những câu chuyện cũ mà mới ở mảnh đất này. Đi ngang Hà Nội, đi dọc Hà Nội, rồi lại đi xuyên Hà Nội,
tình yêu về Hà Nội chưa bao giờ nguội lạnh trong lòng ông. Dù không tự tạo một lối đi riêng, nhưng thực sự các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến dù ở thể loại nào cũng mang một đặc trưng cốt cách riêng, một lối viết sâu sắc, tỉ mỉ, điềm tĩnh với khối kiến thức phong phú. Hơn 30 năm sống với từng nhịp thở của mảnh đất Hà Nội quê hương, hơn 30 năm lăn lộn với đời trên khắp các vùng miền, từ Nam ra Bắc, cũng là 30 năm rong ruổi với chữ nghĩa, Nguyễn Ngọc Tiến đã để lại một khối lượng tác phẩm dày dặn, phong phú về thể loại. Cái nguồn cảm hứng thì nó cũng rất nhiều các cái yếu tố khác nhau. Ví dụ như là khi mình sinh ra lớn lên ở đây thì mình mọi thứ, cuộc sống rồi là lối sống, cũng cách ứng xử, rồi các cái công trình văn hóa, di sản vân vân thì nó ngấm vào mình. Lớn lên thì khi đi làm báo thì nhận ra rằng là còn rất nhiều các cái câu chuyện mà những người lớp trước ấy, họ chưa viết, hoặc là có viết nhưng mà nó chỉ là những cái ý ngắn ngủi. Thì đây chính là cái cơ hội để cho mình có thể triển khai làm sâu hơn các cái đề tài mà trước đó những người lớp trước không viết. Trong khi đó, Nguyễn Trương Quý cũng là một tác giả cũng có rất nhiều tác phẩm sáng tác, khảo cứu về Hà Nội. Với vốn kiến thức, sự hiểu biết và gắn bó với thủ đô của mình, anh đã tạo nên nhiều tác phẩm văn học ý nghĩa dành tặng độc giả với nhiều góc nhìn về Hà Nội. Với nhà văn Nguyễn Trương Quý, Hà Nội vẫn là một địa hạt còn rất nhiều khoảng trống để tìm hiểu và nghiên cứu. Huyền thoại về Hà Nội sẽ tiếp tục được tạo dựng nên từ chính những số phận, những con người, những câu chuyện kể mà anh gọi là những vi lịch sử. Có lẽ vì tên tuổi anh gắn với nhiều khảo cứu về Hà Nội, am hiểu sâu rộng về Hà Nội mà có người ưu ái gọi anh là nhà Hà Nội học thế hệ mới. Hà Nội là một cái mảnh đất có nhiều tầng ý nghĩa để mình khám phá. Mỗi lần khám phá như thế thì mình thấy là đây là một cái trường hợp khá thú vị đối với mọi người sáng tạo, người viết, người vẽ, để cảm thấy đây là một cái không gian ấy, nó tạo ra một cái bề dày văn hóa từ lâu đời rồi. Và nó còn có những cái vẻ quyến rũ, những cái hào quang quá khứ, cũng như là cái nơi mà thu hút con người đến để mà lập nghiệp, để mà cùng tạo nên giá trị vật chất cũng như là tinh thần của thành phố. Khác với nhà văn Nguyễn Trương Quý hay Nguyễn Ngọc Tiến, nghệ sĩ Phạm Thị Ngọc Bích lại thể hiện tình yêu Hà Nội của mình qua những điệu múa. Sinh ra tại Thái Bình nhưng lớn lên ở thủ đô từ năm 14 tuổi, nghệ sĩ múa Phạm Thị Ngọc Bích luôn coi Hà Nội như quê hương thứ hai của mình. Bà luôn đau đáu nỗi lòng, mong muốn trả ơn Hà Nội bằng chính tài năng và sự cống hiến của mình cho thành phố thân thương này. Nhiều năm qua, những tác phẩm múa mang tình yêu dạt dào với mảnh đất và con người Tràng An thanh lịch đã được bà biên đạo và đem đi biểu diễn ở khắp mọi miền đất nước. Tôi rất là tự hào vì bản thân tôi cũng đã sống từ bé, từ 13-14 tuổi thì nói là người Hà Nội gốc thì không phải, nhưng mà nói về người Hà Nội đích thực ở cái nơi đây đã cống hiến và đã sáng tác và đã đóng góp rất nhiều đối với thành phố. Luôn tìm kiếm những điều mới lạ và độc đáo về Hà Nội. Trang viết của những nhà văn yêu thủ đô như nhà văn Ngọc Tiến hay nhà văn Trương Quý hay các bài múa của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Bích đã góp phần cho thấy sự giàu có đến vô tận trong những vỉa tầng văn hóa của thành phố. Ở đó Hà Nội vốn đẹp và vẫn luôn đẹp trong những điều nhỏ nhặt và quen thuộc nhất. Góc nhìn của họ về Hà Nội bao quát từ lịch sử, địa lý, văn hóa cho đến những câu chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, để từ đó cho ta thấy một Hà Nội thú vị và phong phú. Thưa quý vị, qua những hình ảnh vừa rồi, chúng ta đã thấy có lẽ hiếm có thành phố nào đi vào văn học nghệ thuật nhiều như Thăng Long Hà Nội. Trong đó, với đặc trưng biểu đạt bằng ngôn ngữ, văn học để lại nhiều dấu ấn nhất. Các thế hệ nhà văn sinh ra tại Hà Nội hoặc hội tụ về Hà Nội đã nối tiếp nhau phản ánh, ghi nhận đời sống phong phú muôn mặt trên đất kinh sư. Đó là một Thăng Long rất xưa. Và để quý vị và các bạn có thể trò chuyện với tác giả có nhiều tác phẩm về Hà Nội trong clip vừa rồi, chúng tôi đã mời tới trường quay nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Vâng. Xin được gửi lời chào tới nhà văn ạ. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Dạ vâng, thưa nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, có thể thấy rằng là Hà Nội đã xuất hiện rất nhiều trong những tác phẩm xưa và nay của ông. Vậy thì ông có thể cho biết tại sao ông lại chọn Hà Nội làm chủ đề chính cho những tác phẩm của mình? Phải chăng với ông Hà Nội có một ý nghĩa gì đó rất đặc biệt ạ? Đầu tiên tôi phải nói là tôi quê ở đây thì mình yêu cái mảnh đất này thôi. Cái thứ hai nữa là viết thì nó là một cái nhu cầu tự thân của bản thân.
Nhưng cái thứ ba nữa ấy, thì là đây là một cái vùng đất từ khi mà vua Lý Công Uẩn lập kinh đô ở Thăng Long ấy, thì cho đến hết đời Lê, tức là khoảng thế kỷ đầu thế kỷ 19 ấy, thì liên tục là kinh đô. Vì thế cho nên nó là cái mảnh đất mà diễn ra rất nhiều các sự kiện. Rồi nó cũng là mảnh đất mà có rất nhiều các cái công trình văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng xây dựng ở đây theo dọc một cái chiều dài của các triều đại phong kiến. Rồi đến năm 1902 thì người Pháp lại chọn Hà Nội là thủ đô của Liên bang Đông Dương. Rồi sau này là thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghĩa là một cái mảnh đất là kinh đô thủ đô thì nó có rất nhiều chuyện, có rất nhiều cái bề dày văn hóa theo từng lớp một. Vì thế cái việc mà chọn viết nhiều về Hà Nội thì nó cũng là thuận lợi cho mình, bởi vì ở đó nó có cái bề dày văn hóa, ở đó nó có một cái chiều dài của lịch sử, và nó cũng quan trọng nhất là người xưa viết nhiều, người phương Tây viết cũng nhiều, nhưng mà nó vẫn còn những cái khoảng trống mà người xưa ít viết hoặc là chưa viết, thì mình khai thác những cái ít viết chưa viết đấy thì nó tạo ra một cái nét riêng cho mình để mà giúp cho bạn đọc có thể hiểu thêm về Thăng Long Hà Nội. Như ông có chia sẻ là Hà Nội có một cái bề dày lịch sử văn hóa. Vậy thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quốc Sử thì những nét văn hóa nào của Hà Nội được lưu giữ và bảo tồn cho đến ngày hôm nay? Sau một cái chặng dài của lịch sử cho đến hôm nay, chúng ta nhìn lại cái vốn liếng văn hóa của Hà Nội thì chúng ta thấy rằng là Hà Nội vẫn là một cái thủ đô văn hiến và văn vật. Những cái di tích, những cái cổ vật hàng nghìn năm trước, hàng trăm năm trước thì vẫn còn ở đây. Những cái tinh hoa văn hóa của cả nước vẫn được hội tụ vào đây. Có thể nói rằng là chúng ta nhìn thấy Hà Nội, chúng ta vẫn cảm giác nó như là một cái sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, chưa bao giờ vơi cạn cả. Con người Hà Nội vẫn hào hoa và thanh lịch như xưa. Cũng có lúc thì chúng ta tưởng như là cái cuộc sống vất vả và bụi bặm này nó vùi dập đi. Nhưng mà trong những cái khoảnh khắc lóe sáng thì chúng ta vẫn thấy rằng người Hà Nội vẫn hào hoa, vẫn thể hiện được cái nét đó. Thế thì tôi cho đấy là những cái nét nổi trội. Rồi còn rất nhiều những cái phẩm chất khác. Người Hà Nội có cốt cách, rất là cốt cách. Và luôn luôn là hướng tới cái đẹp. Và họ phấn đấu cho cái đó. Cái cốt cách đó là rất cần của một cái người dân của thủ đô Hà Nội. Của một cái vùng đất đã có truyền thống từ nghìn năm và vẫn còn tiếp tục giữ cái vai trò như là cái niềm tin của cả nước. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thì thường lựa chọn hướng tiếp cận như thế nào trong những tác phẩm của mình ạ? Thực ra khi viết văn chương cũng như khảo cứu hay là tản văn ấy, thì để mà tạo dấu ấn cho bạn đọc cũng thì đương nhiên là mình phải làm những cái gì mà nó riêng của mình rồi. Kể cả khi từ khi chọn đề tài lẫn cái lựa chọn ngôn ngữ để mà thể hiện. Thì đối với tôi thì trước sau vẫn quan tâm rằng là cái văn hóa thị dân ấy nó cũng là mang cái tính phổ quát ở trong xã hội. Hay nói một cách khác là cái văn hóa thị dân nó cũng là linh hồn của một đô thị. Nó cao hơn là cái văn hóa cung đình và kể cả văn hóa của tầng lớp thống trị. Vì thế cho nên là tôi thường là khai thác sâu về cái văn hóa thị dân. Văn hóa thị dân thì nó cũng rất là mênh mông, rất là rộng. Thế nhưng mà khi mà mình chọn những cái nó rất gần gũi với đời sống hàng ngày, trong cái sinh hoạt cuộc sống của họ, thì rõ ràng là mình phải tìm hiểu đi sâu. Ngoài cái chuyện điền dã ra thì cũng đọc sách, đọc sử, rồi các cái tài liệu của người phương Tây họ viết từ thế kỷ thứ 17 cho đến nửa đầu thế kỷ 20. Trong các cái cuốn sách rồi các cái tác phẩm lịch sử của thời kỳ trung đại thì ở đó mình nhặt nhạnh ra tất cả những cái gì nó riêng có của thị dân của Hà Nội, thì mình đưa nó vào cái đề tài mình bị viết và để minh chứng một cái điều gì đó. Thì đấy là một cái mà tôi cho là nó là cái bao quát trong các cái phần mà tôi đã viết về Hà Nội. Nhiều người đọc thì nhận thấy rằng là trong những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thì là một sự pha trộn giữa lịch sử và văn hóa và luôn đề cao các chi tiết mới. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về điều này? Về mặt về viết ấy, thì nói chung ai viết cũng phải chọn những cái mới. Bởi vì nếu mà mình đi vào những cái vết xe đổ của những người đã đi trước ấy, thì nếu mà mình không bứt lên được ấy, thì mình sẽ bị chìm đi. Vì thế cho nên là tôi đã nói là khi viết ấy, phải chọn những cái đề tài mà tiền nhân chưa viết, hoặc là những cái người đương thời chưa viết, hoặc là mới đụng chạm đến một phần nhỏ. Thì đấy là một cái để là tạo ra một cái riêng. Cái thứ hai nữa là cái lựa chọn cái cung cách thể hiện.
Ví dụ như mình thể hiện bằng cái ngôn ngữ nó cao quá, nó cao sang quá rồi, hoặc là nó bí hiểm quá, hoặc là nó đầy tính triết học chẳng hạn, thì cũng khó mà bạn đọc bình thường có thể tiếp cận được. Vì thế cho nên tôi chọn một cái cách rất là gần gũi là tất cả các cái thông tin trong khi khảo cứu cộng với lại một cái sự ghi chép, một ghi chép trên cái thứ ngôn ngữ báo chí nhưng lại dưới một ngôn ngữ văn chương, thì nó dễ tiếp cận hơn đối với bạn đọc. Và vì cái mong muốn của tôi ấy là dành cho bạn đọc bình dân, bình dân trong nhai nhái nhé. Như vậy thì có nghĩa là tác phẩm ấy nó dễ đi vào đời sống hơn. Và mục đích của tôi là tôi muốn tiếp xúc nhiều, muốn cung cấp nhiều hơn với độc giả bình dân. Có thể nói rằng là mỗi người sẽ có những cái hướng tiếp cận khác nhau, đúng không ạ? Với những đối tượng khác nhau sao cho phù hợp. Và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quốc Sử, theo các nhà khoa học thì hệ giá trị văn hóa thủ đô là một hệ giá trị văn hóa đặc trưng, điển hình cho Hà Nội và người dân Hà Nội từ truyền thống cho đến hiện đại, vừa phản ánh, vừa kết tinh những đặc trưng của văn hóa dân tộc. Vậy thì đây có phải là nền tảng để đưa Hà Nội phát triển và hội nhập như hiện nay không, thưa ông? Đúng như thế. Cái hệ giá trị đặc trưng của Hà Nội nó là hai chiều. Một là nó kết nối từ truyền thống cho đến hiện tại, tức là theo chiều rộng. Thứ hai nữa là nó hội tụ những cái giá trị tinh hoa của các địa phương cả nước, tức là theo chiều ngang. Và đương nhiên nó phải là nền tảng cho sự phát triển mới rồi. Nhất là trong cái thời buổi hội nhập toàn cầu hóa này, thì những cái mà chúng ta phân biệt với thế giới chính là những cái hết giá trị riêng, những cái giá trị riêng có. Hà Nội càng phải thể hiện cái điều đó, bởi vì Hà Nội nó là cái đô thị gần như là những cái đô thị mà đã đi xuyên suốt thời gian của lịch sử dân tộc. Trước sau cũng chỉ có Hà Nội, sau này thì còn hội nhập vào cũng một số đô thị khác, nhưng cái vai trò Hà Nội là rất quan trọng. Vậy thì theo nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thì hệ giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội đối với ông là những giá trị văn hóa như thế nào ạ? Nếu mà nói về cái đặc trưng của người Hà Nội thì tôi muốn dẫn ra một cái câu của vua Tự Đức. Cái này thì trong Đại Nam Thực Lục cũng có chép. Tức là vua Tự Đức có nói tóm lại Thăng Long trong 6 chữ là kiêu bạc, xa xỉ, khoáng đạt. Thế còn với tôi thì cái đặc tính chung, cái văn hóa chung của người Hà Nội trong cái cung cách ứng xử, trong lối sống và trong cái bản lĩnh thì nó cũng có 6 cái gạch đầu dòng. Một là thanh lịch, tế nhị. Ba là tao nhã. Cái bản lĩnh thì gồm cũng có 3 cái gạch đầu dòng. Một là khoáng đạt, hai là sành sỏi, và ba là trượng nghĩa. Tất nhiên là ngoài những cái riêng đó thì người Hà Nội, người Thăng Long nó cũng có những cái nét chung của người Việt. Ví dụ như là anh dũng cần cù, rồi hòa hiếu, rồi khoan dung, vân vân. Nghĩa là nó có tất cả các cái đó, nhưng nó cũng có những cái nét riêng như tôi vừa nói. Thì cái nét riêng này chính là cái văn hóa của Hà Nội. Nhưng mà trước sau tôi vẫn muốn nói rằng là cái văn hóa nó không phải là một cái giá trị bất biến, mà nó thay đổi theo thời gian. Những cái thay đổi nếu như người ta quan sát kỹ và ngẫm ngợi thì rõ ràng nó thấy nó vẫn trên một cái nền, một cái cốt cách cũ, chứ nó không phải là nó thay đổi theo một cái góc nhìn 180 độ. Thì rõ ràng là trên đến ngày hôm nay thì dù là nó có khác nhiều đấy, thế nhưng mà ta thấy rằng nó vẫn bám vào một cái gốc. Đấy nó chính là một cái cơ sở vững chắc để cho làm cái điều kiện để cho Hà Nội có thể phát triển. Vâng, đúng như ông nói rằng là xã hội của chúng ta thì luôn luôn phát triển, và những giá trị văn hóa của thủ đô Hà Nội thì có thể nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những cái thay đổi đó như thế nào trong phần tiếp theo của chương trình. Còn thưa quý vị khán giả, trong dòng chảy nghìn năm Thăng Long Hà Nội kể từ chiếu rời đô của Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, quân và dân thủ đô Hà Nội đã trải qua và chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử. Hà Nội hôm nay không chỉ đóng vai trò là thủ đô của đất nước, mà còn là cầu nối quan trọng để đất nước hội nhập với cộng đồng quốc tế. Hà Nội không chỉ là biểu tượng của nền văn hiến Việt Nam, là nơi hội tụ của văn minh sông Hồng, văn minh Đại Việt, mà còn là kết tinh của những giá trị cao đẹp của thời đại Hồ Chí Minh. Những hình ảnh sau đây sẽ cho quý vị và các bạn thấy về một Hà Nội với diện mạo tươi đẹp, hiện đại và năng động. Nhìn lại chặng đường dài từ một thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh, Hà Nội ngày nay đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị hàng đầu của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Sau 70 năm,
thủ đô Hà Nội không chỉ phát triển về quy mô mà còn lột xác về hạ tầng đô thị. Hà Nội đã trở thành một đô thị hiện đại với dân số tính đến đầu năm 2024 là 8,5 triệu người, theo Tổng cục Thống kê. Nhiều khu đô thị mới, khu kinh tế mở đã ra đời, nhiều công trình lớn đã được xây dựng, đánh dấu bước chuyển mình của thành phố. Sau gần 3 năm xây dựng mới đây, công trình Cung Thiếu Nhi Hà Nội đã hoàn thành trong niềm vui mừng của nhiều thế hệ người dân thủ đô. Đây cũng là dự án trọng điểm chào mừng 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Cung Thiếu Nhi Hà Nội được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 40.000 m2 tại khu vực công viên Hồ Điều Hòa VC1. Với diện mạo mới cùng kiến trúc hiện đại, rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên, Cung Thiếu Nhi Hà Nội sử dụng nhiều thiết bị thông minh, chất lượng cao, sẽ phát huy vai trò là trung tâm văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao và rèn luyện thể chất cho thiếu nhi, từ đó tạo môi trường thuận lợi, phát triển tài năng tương lai của thành phố. Với cái định hướng phát triển như vậy thì bản thân là Hà Nội đã mở rộng cả về quy mô, cả về không gian và đặc biệt là thời kỳ sau mở cửa. Chúng ta đã có những đột phá về kinh tế và nhờ đó chúng ta có những động lực phát triển kinh tế xã hội, và từ đó yếu tố hạ tầng kỹ thuật và công trình chúng ta cũng có nhiều khởi sắc. Trong bối cảnh tác động ngày càng lớn của quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên địa bàn thủ đô Hà Nội, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, di sản văn hóa là vấn đề được các nhà quản lý, chính quyền các cấp và người dân quan tâm. Tại phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là Hồ Gươm, thắng cảnh bậc nhất Hà Nội, nhiều hoạt động được tổ chức chỉn chu với quy mô lớn và diễn ra trong thời gian dài nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô. Đây cũng là khu vực thu hút lượng lớn người dân, du khách và trở thành một địa điểm du lịch, điểm hẹn lý tưởng cho mọi lứa tuổi. Kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô thì mình cũng hòa chung không khí vui tươi cùng với mọi người dân Hà Nội để cùng nhau chúc mừng và để giữ gìn được vẻ đẹp của Hà Nội ngày hôm nay thì chúng ta cần phải nhìn nhận cả về quá khứ và chúng ta sẽ cần phải bảo vệ để giúp cho Hà Nội trở nên đẹp hơn. Mình học tập ở đây 3 năm thì nhiều thứ phát triển nhanh, thay đổi nhanh về chất lượng cuộc sống thì ngày càng được cải thiện hơn. Với mình của 3 năm trước thì vẫn còn bỡ ngỡ xuống thì nhiều cái chưa biết, nhưng mà sau một thời gian học tập và sinh hoạt ở đây thì mình thấy là mọi người, con người và cuộc sống ở đây rất tốt. Sau 70 năm giải phóng, Hà Nội đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Với tầm nhìn chiến lược và những mục tiêu đầy tham vọng, thủ đô đang hướng tới tương lai với vai trò là trung tâm sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững, không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực và thế giới. Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế giới dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến sự phát triển của thành phố, giai đoạn tới thành phố Hà Nội sẽ không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao uy tín, vị thế thủ đô, hiện thực hóa tầm nhìn đưa Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu. Vâng, cùng trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quốc Sử, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của Hà Nội trong những năm vừa qua? Thì có thể nói rằng là Hà Nội đã thay đổi quá nhiều, rất ấn tượng. Thế thì khi đánh giá về cái sự phát triển của Hà Nội thì hoặc là bất cứ một địa phương nào hay một đất nước thì người ta đều có hai cái chiều. Một là nhìn về quá khứ, hai là nhìn ra xung quanh. Nhưng mà nhìn ra xung quanh là khó. Bởi vì thủ đô của mỗi nước thì nó đều gắn với số phận của một dân tộc, nó có cái đặc thù và nó là một câu chuyện dài. Bởi thế cho nên nói về sự phát triển của Hà Nội thì chúng ta nên nhìn về quá khứ. Thì chúng ta thấy rằng là bước sang cái thế kỷ mới và đặc biệt là những năm gần đây thì khi Hà Nội đã ở đỉnh cao của một quá trình phát triển ấy thì chúng ta thấy là Hà Nội đã đạt được rất nhiều thành tựu và rất ấn tượng. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng Hà Nội bây giờ phát triển ra tất cả các phía, không có phía nào gọi là ưu tiên, mà tất cả các phía đều được ưu tiên cả. Chúng ta hãy nhìn những cái đại lộ lớn tỏa ra xung quanh Hà Nội, rồi đi muôn nơi. Những cái cây cầu lớn vượt qua sông Hồng, đến mức độ là cái cây cầu vĩ đại nhất
và duy nhất của thế kỷ trước thì ngày nay nó trở thành ký ức rồi. Thế rồi thì những cái khu liên hợp công nghiệp gần như phủ xung quanh Hà Nội. Thế rồi thì những chung cư cao cấp, những chung cư để phục vụ cho cái nhu cầu nhà ở của cư dân đô thị. Thế rồi những trung tâm mua bán, những siêu thị lớn. Thế rồi thì những công viên mới để bù đắp những sự thiếu hụt cho cái môi trường trong lành của Hà Nội. Những cơ sở giáo dục đại học, những bệnh viện, những trung tâm y tế lớn. Thì tóm lại, một cái Hà Nội nó đã thay đổi quá nhiều. Nó là biểu tượng của tương lai. Vậy thì với nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, ông có những ấn tượng như thế nào về sự phát triển của văn hóa Hà Nội trong những năm gần đây ạ? Hà Nội có một cái sự thay đổi lớn khi mà cuối thế kỷ 19, khi mà thực dân Pháp ở xâm chiếm Hà Nội và miền Bắc ấy, thì họ đã xây dựng một cái xã hội kiểu như kiểu phương Tây, thay cho một cái xã hội kiểu phong kiến truyền thống. Thì ở đấy là một cái bước ngoặt lớn để mà tạo ra cái văn hóa Hà Nội sau này. Và trong nửa đầu thế kỷ 20 thì rõ ràng là cái văn minh văn hóa Pháp nó vừa bị cưỡng bức nhưng nó vừa là tự nguyện. Thì nó tạo ra những sự thay đổi lớn trong cái đời sống Hà Nội. Và nó góp phần vào làm đậm đà thêm cái bản chất văn hóa Hà Nội. Một cái giai đoạn thứ hai nữa mà tôi cho là nó cũng đặt một cái dấu ấn rất quan trọng đối với văn hóa Hà Nội là sau năm 1954 thì chúng ta xây dựng một cái xã hội mới, thì trong đó đưa ra các cái quan niệm mới, ví dụ như là xây dựng con người mới, xã hội chủ nghĩa. Rồi trong một số cái quan niệm ấy, chúng ta có những cái đánh giá nó có thể nó chưa đúng, ví dụ như là coi các cái chuyện tín ngưỡng ấy, đánh đồng với lại mê tín dị đoan, hoặc là coi cái văn minh tao nhã thì nó lại là mang cái lối sống tiểu tư sản. Nhưng mà rất là sau này thì là cái quan niệm đấy đã có cái sự thay đổi. Và bắt đầu từ sau 1954 cho đến kéo dài cho đến khi mà đổi mới đầu năm 1987. Đấy là nó cũng là tác động. Nhưng mà sau 1987 bắt đầu thực hiện đổi mới và các cái chủ trương chính sách đi vào cuộc sống ấy, thì văn hóa Hà Nội lúc này lại có một cái, nó lại chuyển biến theo một cái chiều hướng khác. Tức là nó tiếp nhận cái ngoại sinh rồi cộng với lại cái nội sinh. Rồi nó lại có một cái nữa là các cái văn hóa nước ngoài nó cũng du nhập vào Việt Nam. Không chỉ là giới trẻ mà kể cả những cái tầng lớp khác trong xã hội họ cũng tiếp nhận các cái văn hóa nước ngoài. Nhưng mà sau đổi mới cho đến bây giờ thì nhiều cái tiếp nhận nhưng nó cũng bị cuộc sống nó sàng lọc. Bị cái thẩm mỹ của người Việt nói chung và thẩm mỹ của người Hà Nội nói riêng họ cũng đào thải nó. Thì rõ ràng là cái văn hóa Hà Nội ngày hôm nay có thay đổi. Nhưng nó vẫn dựa trên một cái nền, cái gốc gác cũ và nó tiếp nhận thêm các cái mới để làm cho cái văn hóa Hà Nội nó dày hơn, nó phong phú hơn và nó vẫn không mất đi cái gốc gác của một cái đô thị hơn 1.000 năm tuổi. Nhưng mà cũng có nhiều người cho rằng là Hà Nội thì đang phải đối mặt với những hệ lụy của sự phát triển đô thị. Vậy thì ông nghĩ sao về điều này ạ? Cái gì nó có hai mặt của nó. Một đô thị phát triển thì kéo theo nó có những cái mặt chưa được của nó. Thế nhưng bây giờ ta phải nhìn vào cái gì nó là cái tính phổ biến ở trong xã hội. Trên bình diện một cái xã hội, bình diện cả cái thành phố này, mà nhất là từ khi mà sáp nhập chẳng hạn, thì cơ bản có trong cái việc mà tôi khảo cứu điển giã thì tôi vẫn nhận thấy là nó cũng vẫn là theo một cái chiều hướng rất là ổn định, không có cái gì gọi là theo một cái chiều hướng tiêu cực cả. Không có một gia đình nào mà mong muốn con cái mình nó hư hỏng cả. Không có một trường học nào mà dạy học sinh là theo một cái gì đó đi ngược lại với cái đạo đức truyền thống cả. Thì xã hội Hà Nội nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung nó vẫn đi theo một cái chiều hướng tôi cho là tốt, không có gì đáng lo ngại cả. Mặc dù là tôi thấy có một số người quá lo lắng về cái chuyện đấy khi mà nhìn thấy hiện tượng thì không tránh được. Nhưng mà nhìn tổng thể Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, tôi thấy là còn có những nhiều việc phải làm nhưng cơ bản là không quá đáng lo ngại, và người Việt ta vẫn là yêu tổ quốc, yêu nhân dân, rồi yêu cái dân tộc mình. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quốc Sử, năm 2024 thì được thành phố xác định là năm có ý nghĩa then chốt trong việc thực hiện và hoàn thành mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và góp phần triển khai chiến lược
phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Vậy thì ý kiến của ông về mục tiêu này như thế nào ạ? Cái năm 2024 là cái năm then chốt của cái kế hoạch 5 năm 2021-2025. Bởi vì đây nó là cái năm nước rút, cũng là cái năm chuẩn bị, tức là tạo mọi cái điều kiện để hoàn thành cái kế hoạch 5 năm này, để mà tiếp tục cái giai đoạn 5 năm tiếp theo của cái thập niên thứ 3 của thiên niên kỷ mới. Cho nên có thể nói là cái năm này là năm có tính then chốt, có tính bản lề. Kể từ tháng 10 năm 1954, khi mà bộ đội ta vào tiếp quản thủ đô, thì năm này là 70 năm. Và cũng năm này thì lại là năm bản lề của hai cái kế hoạch 5 năm. Bởi thế cho nên là cái vai trò vị thế của cái thời điểm năm 2024 này là rất quan trọng. Có thể nói rằng là những cái thành tựu trong công tác đối ngoại của Hà Nội những năm qua thì sẽ tiếp tục là những cái lực đẩy, là tiền đề vững chắc để cho Hà Nội có thể hội nhập quốc tế một cách có hiệu quả và phát huy vai trò cũng như là vị thế trái tim cả nước, là đầu não về kinh tế chính trị của đất nước. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về công tác đối ngoại của Hà Nội trong những năm qua? Cái công tác đối ngoại của Hà Nội trong những năm qua đạt được rất nhiều thành tựu. Cái này là nó do là những cái điều kiện, những vị thế của Hà Nội. Rồi Hà Nội cũng nhận ra cái trách nhiệm của mình. Đất nước muốn hội nhập và phát triển thì thủ đô phải năng động, phải hội nhập và phát triển. Vì thủ đô bao giờ cũng là biểu tượng của cả nước. Và bởi thế cho nên là trong những năm qua thì có thể nói rằng là cái công cuộc hội nhập của đất nước ấy, thì Hà Nội chính là ngọn cờ tiêu biểu. Trong cái thời kỳ tới đây ấy, thì Hà Nội còn phải gánh vác cái sứ mệnh này. Bởi vì Hà Nội nó là một cái thành phố tổng hợp với cái nguồn lực rất khổng lồ. Nguồn lực về lao động, nguồn lực về khoa học, về tri thức. Cho nên có thể nói rằng là nó hội nhập cho chính nó, rồi nó có thể hỗ trợ cho các địa phương khác. Nó trở thành cái đầu tàu của một cái sự nghiệp đất nước trong cái quá trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Vâng, và câu hỏi cuối cùng thì tôi xin được gửi tới nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Vậy thì trong cái công cuộc hội nhập của Hà Nội như vậy, Hà Nội cần phải làm gì để có thể chúng ta vẫn có thể bắt kịp được những xu hướng hiện đại trên thế giới mà vẫn lưu giữ và gìn giữ được những nét đẹp của văn hóa của dân tộc ạ? Cái văn hóa Hà Nội bây giờ thì nó rất là đa dạng phong phú như tôi đã nói. Điều ấy có nghĩa rằng là Hà Nội không bảo thủ. Trước đây người ta cứ quan niệm rằng là bảo thủ thì mới giữ bảo tồn được văn hóa, nhưng mà thực ra quan niệm đấy đến bây giờ định nghĩa lại thì nó sai. Hà Nội mà phát triển thì bây giờ nó có một cái đã được gọi là luật hóa thôi. Ví dụ như là trong cái sửa đổi quy hoạch 2011 tháng 6 năm 2024 được Quốc hội thông qua, thì trong cái điều chỉnh quy hoạch được thông qua thì tôi thấy nó bao quát rất nhiều mọi mặt, từ kinh tế, xã hội lẫn đặc biệt là mở rộng các cái vùng đô thị, trong đó có xây dựng các cái đô thị ở phía Bắc, phía Tây, rồi bên kia sông Hồng, rồi tạo dựng các cái khu công nghiệp, rồi cho phép Hà Nội được tạo ra các cái đại lộ lớn để kết nối giữa các vùng với nhau, rồi kết nối với các địa phương, kết nối với các cái trục giao thông quốc gia. Rồi về giao thông thì rõ ràng là giao thông công cộng thì cho đến bây giờ thì chúng ta đã thấy là có gọi là hai cái tuyến giao thông công cộng cũng đã bắt đầu sử dụng, ví dụ như cái tuyến mà Nhổn với lại Cầu Giấy. Và trong tương lai thì Hà Nội muốn phát triển, muốn tránh được tất cả, giải quyết được tất cả các vấn đề của đô thị thì cái giao thông công cộng vô cùng quan trọng. Còn nếu mà còn sử dụng các cái phương tiện giao thông cá nhân hoặc là phương tiện giao thông cá nhân quá lớn ấy, thì chắc chắn là sẽ gây ùn tắc giao thông, gây ô nhiễm môi trường, rồi tạo ra tất cả những các cái bức xúc khác. Vậy cho nên cái việc đầu tiên ấy, để mà giải quyết một cái vấn đề của Hà Nội cho phát triển ấy, vấn đề chính là hạ tầng. Và theo tôi được biết ấy, thì hiện nay thì các cái dự án lớn cũng đang triển khai. Và tất nhiên là một cái dự án thì không thể một năm, hai năm được. Có những dự án lớn nó phải kéo dài hơn. Nhưng mà khi các cái dự án lớn nó hoàn thành ấy, thì nó sẽ là cái bệ phóng hay là cái khởi đầu cho một cái sự phát triển mới của đô thị Hà Nội. Và khi mà Hà Nội mà phát triển thì cũng kéo theo cả cái vùng thủ đô nó phát triển. Và đấy thì cũng như Phó Giáo sư Tiến sĩ vừa nói thì nó là động lực cho phát triển cho đất nước.
Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến và Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quốc Sử đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị khán giả, thực tế cho thấy thành phố Hà Nội vẫn đang không ngừng trong xây dựng và phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, đưa thành phố hội nhập sâu rộng với thế giới. Truyền thống của mảnh đất ngàn năm văn hiến, tinh thần quả cảm được hun đúc qua hai cuộc kháng chiến, khát vọng vươn lên là nền tảng vững chắc, góp phần tạo ra thế và lực để Hà Nội có bước chuyển mình mạnh mẽ như ngày hôm nay. Hà Nội trong tôi là một thành phố sôi động của cuộc sống hiện đại. Ở nơi này, thành phố đang phát triển không ngừng, thể hiện nhịp độ của một thành phố sáng tạo, một đô thị sôi động từ sáng tới khuya. Hà Nội đã và đang chuyển mình từng ngày. Buổi tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.